Mặc dù có nhiều thách thức ở trong hiện tại, Việt Nam vẫn sẽ là điểm đến của các nhà đầu tư trong tầm nhìn dài hạn. Đây là ghi nhận chung từ các bài phát biểu và tham luận của các học giả, các nhà nghiên cứu, các chuyên gia kinh tế và nhà đầu tư tại Diễn đàn Việt Nam 2013 vừa diễn ra tại Singapore. Diễn đàn Việt Nam 2013 do Viện Nghiên cứu Đông Nam Á tổ chức là một trong các hoạt động kỷ niệm 40 năm quan hệ Việt Nam-Singapore. Sau đây sẽ là ghi nhận của các phóng viên thường trú truyền hình Việt Nam tại ASEAN. Có thể nói, Diễn đàn Việt Nam 2013 đã đánh giá tổng thể và toàn diện nền kinh tế Việt Nam trên nhiều lĩnh vực. Thành tựu lớn nhất của Việt Nam được ghi nhận là đến nay, Việt Nam vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng trên 5% một năm sau hai thập kỷ liền duy trì ở mức cao trên 7%. Tiến sĩ Jonathan Pincus, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Chính sách và Giáo dục có trụ sở tại Jakarta cho rằng đó là kết quả của những chính sách lớn trong công cuộc đổi mới của Việt Nam như giao đất cho người dân, công nhận khu vực kinh tế tư nhân, ngày càng mở cửa hơn cho đầu tư và hội nhập. Tiến sĩ Vũ Minh Khương đến từ trường chính sách công Lý Quang Diệu bổ sung một số yếu tố như Việt Nam có dân số cơ bản để đào tạo, sự ổn định về chính trị và chính sách kinh tế vĩ mô tốt. Một số tham luận khác đánh giá cao vị trí chiến lược của Việt Nam với vai trò là trung tâm vận tải của khu vực hay xu hướng dịch chuyển đầu tư từ Trung Quốc về Việt Nam. Việt Nam vẫn là một điểm đến rất hấp dẫn cho đầu tư và kinh doanh thông qua nhiều cuộc điều tra và xếp hạng trên các khía cạnh như hậu cần và lao động. Thêm vào đó, nhiều tập đoàn đa quốc gia như Samsung, Intel và HP gần đây đã có những dự án đầu tư quy mô lớn tại Việt Nam. Hơn nữa, những thay đổi về chính sách đã tạo ra tiềm năng đổi mới cho các chính quyền địa phương trong vai trò tạo thuận lợi cho đầu tư và cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các tham luận cũng nêu lên những thách thức đối với Việt Nam hiện nay như phải giải quyết vấn đề nợ xấu, giảm lạm phát, xây dựng dự trữ ngoại hối. Các học giả, chuyên gia kinh tế cũng đóng góp nhiều ý kiến đề xuất đối với Việt Nam trong định hướng tiếp tục duy trì tăng trưởng và đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp hóa vào năm 2020, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực như tiếp tục cải cách doanh nghiệp nhà nước, minh bạch hơn trong chính sách, tăng cường chất lượng đào tạo bậc cao và thực hiện chủ động và có chiến lược các hiệp định tự do thương mại. Về quan hệ Việt Nam-Singapore, diễn đàn ghi nhận quan hệ phát triển tốt đẹp giữa hai nước ở tầm đối tác chiến lược, trong đó Singapore hiện nổi lên là nhà đầu tư lớn thứ hai ở Việt Nam với 1.200 dự án trị giá 36 tỷ đô la Singapore. Diễn đàn Việt Nam 2013 được đánh giá là hoạt động thiết thực kỷ niệm 40 năm quan hệ Việt Nam-Singapore và tạo cơ sở để phát triển mạnh mẽ hơn quan hệ hợp tác song phương nhiều mặt thời gian tới.